giải mã tri kỷ, nơi tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Nơi nào mà cả ba thích đi du lịch cùng nhau nhất? Không biết nghe đúng không? Yeah, yeah. Rồi cái này nè, thích nè, lần lục túi em. Kiếm tiền. Không có tiền. Không, em giấu, giấu ở đây hoặc là em rải từ bậc cầu thang cho cô ấy lụm. Chính là như con mèo vậy đó. Là cái niềm vui của vợ chồng em. Những lời cảm ơn và xin lỗi chạm đến trái tim. Lúc nào em cần hoặc là buồn bất cứ cái gì, anh cũng luôn bên cạnh em. Vì điều đó mình mạnh mẽ hơn, vượt qua tất cả. Ba làm cho mẹ buồn nhiều lắm, cho ba xin lỗi vì tất cả. Ba chỉ mong là gia đình mình vượt qua tất cả mọi khó khăn để có thể sống với nhau suốt cuộc đời này. Mời quý vị khán giả đón xem giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.